Chiều nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đánh giá, năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra, cấp ủy cơ sở đã chủ động tham mưu bám sát yêu cầu thực tiễn, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đảm bảo chương trình đề ra. Công tác tập huấn chuyên sâu nhằm củng cố và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra được chú trọng. Việc xem xét kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được Ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, thực hiện nghiêm túc kịp thời. Sau kiểm tra, kết luận rõ ràng các sai phạm và xử lý kỷ luật đúng người đúng tội. Năm 2022, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đề nghị cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ khối tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết của Thành ủy và Đảng ủy khối về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo không để tồn đọng kéo dài.